Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, cưỡng hiếp và cướp tài sản, gây rúng động dư luận trong suốt một thời gian dài. Theo đó, Vi Văn Toán, 38 tuổi và Vương Văn Hùng, 35 tuổi, đều ở Điện Biên, quen biết nhau trong thời gian cả hai cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Hùng đến nhà Toán chơi. Toán đem nỗi bực bội khi bị người phụ nữ bán gà ở chợ Mường Thanh, tên là Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, ở Điện Biên, nợ 300 triệu đồng tiền mua ma túy. Toán nhờ Hùng ra tay đòi tiền hộ, hứa trả công vài chục triệu đồng, khuyến mại thêm ít ma túy và Hùng nhận lời. Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2019, tức ngày 29 Tết Kỷ Hợi, Bùi Văn Công, 44 tuổi, đến nhà Toán thì gặp Hùng. Trong cuộc trò chuyện, Công cho hay anh ta cũng đang bị bà Hiền nợ 30 triệu đồng tiền mua ma túy và cũng nhờ Hùng đòi nợ hộ. Chiều hôm đó, Toán chở Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt bà Hiền cho Hùng nhận dạng. Lúc này, cả hai phát hiện bà Hiền có cô con gái xinh đẹp tên là Cao Mỹ Duyên, thường đi bán gà cùng mẹ. Cả nhóm sau đó đi gặp Công, Phạm Văn Nhiệm, 47 tuổi, Lương Văn Lả, 26 tuổi, Lương Văn Hùng, 39 tuổi, bàn cách đòi nợ. Công đưa ra ý kiến bắt con gái của bà Hiền để người mẹ này phải lo tiền trả nợ. Đến khoảng 18 giờ 40 phút ngày 4 tháng 2 năm 2019, Hùng gọi điện đặt mua 10 con gà, bảo nữ sinh Cao Mỹ Duyên mang lên khu vực chợ C13, thành phố Điện Biên Phủ. Khi nữ sinh mang gà đến điểm giao hẹn, Công dùng côn nhị khúc vòng qua đầu, xuống cổ, kéo ngược về phía sau, siết cổ nữ sinh và hô đồng bọn: "Chúng mày giúp tao!" Lúc này, kẻ lao vào bịt mồm, người giữ chân tay nạn nhân. Khi Công siết cổ Cao Mỹ Duyên khoảng 1 phút, thì cô nữ sinh giao gà ngất lịm. Sau khi Duyên bị bắt cóc, chị gái nạn nhân gọi điện cho Duyên. Lúc này Toán nghe máy và đòi gặp mẹ nữ sinh giao gà. Toán nói với bà Hiền: "Tao Toán đây, bọn tao bắt con mày rồi, mày lo trả tiền cho bọn tao." Bà Hiền đáp: "Sao chúng mày lại bắt con tao? Chúng mày làm như thế tao sẽ không trả tiền cho chúng mày. Nếu chúng mày không thả con gái tao ra, tao sẽ đi báo công an." Nói xong, bà Hiền cúp máy. Về phần nữ sinh Duyên, cô đã cố trốn thoát nhưng không được. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2 năm 2019, cô bị nhóm đối tượng này 5 lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi tình dục trái ý muốn. Tại nhà của Bùi Văn Công, đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, trong quá trình bắt và giữ Duyên, các đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Lả, Lương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Riêng Vương Văn Hùng và Cầm Văn Trương đã thực hiện một lần hành vi hiếp dâm nạn nhân vào mùng 3 Tết. Vào buổi tối muộn hôm 30 Tết, tức ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019, đối tượng Phạm Văn Dũng đến nhà Bùi Văn Công chơi và được Công bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hãm hiếp nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Sau khi cả nhóm ra về, Công tiếp tục giở trò đối bại với nạn nhân trên chính giường ngủ của mình. Khi đó, Bùi Thị Kim Thu, vợ của Công vào trong và chứng kiến, sau đó có hỏi ai đấy thì bị Công quát: "Không phải việc của mày, im mồm đi!" nên Thu bỏ ra ngoài. Kinh hoàng hơn, tối hôm đó, Công trói Mỹ Duyên lại và cho nằm ngủ cùng hai vợ chồng Công. Cao Mỹ Duyên bị cưỡng hiếp trong tình trạng bị nhét rẻ vào mồm. Đến hơn 18 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2019, khi cùng chồng đi có việc về, Công bảo đồng bọn vào quan hệ với nạn nhân đang bị trói trên giường. Đang ở phòng khách, Thu tỏ thái độ: "Buồng hạnh phúc của người ta, đừng có làm gì ở đây, mang đi chỗ khác mà làm." Thấy vợ cằn nhằn, Công bảo đồng bọn khiêng Duyên ra ngoài phòng khách, còn Thu đi vào trong phòng ngủ. Lúc này, chồng của Thu cùng đồng bọn thay nhau cưỡng hiếp cô nữ sinh. Thu khi thì đứng ở cửa buồng ngủ, lúc lại đứng ở bếp nhìn lên, chứng kiến cảnh Cao Mỹ Duyên bị chồng chị ta cùng bọn người mất nhân tính hành hạ thể xác. Khi nữ sinh giao gà đã yếu vì liên tục bị giày vò, Thu xuống bếp lấy cơm và ít thịt lên bón cho nạn nhân ăn. Nhưng Duyên chỉ ăn được mấy miếng. Khi nạn nhân đã quá yếu và người mẹ cũng không trả nợ, cả bọn tính đến chuyện giết hại Cao Mỹ Duyên. Đêm 6 tháng 2 năm 2019, cô nữ sinh bị đem ra chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà Công. Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân đến chết. Các bị can khác và cả Thu đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Sau khi thấy cô gái tử vong, chính Công sai Lả lấy chậu nước, Nhiệm lấy gáo và bảo Thu lau rửa cho Duyên. Thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải giúp bà ta rửa thật sạch bộ phận sinh dục để không còn để lại dấu vết. Rồi cả bọn khiêng nạn nhân vào phòng khách, bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà hoang.
Sau khi giấu xác nữ sinh Duyên xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà Công. Lúc này, đối tượng Toán và Công dặn các bị can cứ ăn Tết như bình thường. Công an có hỏi thì không được nói linh tinh, ai bị bắt thì người đấy tự chịu. Công cũng bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang, phát hiện ra thi thể của Duyên rồi báo cho hàng xóm và cơ quan chức năng, mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan điều tra.